Ra đây. Các bạn mau lại đây. Hôm nay chúng tôi đang đi đường bên phát kia. Hiện ra một cái ao rất to đã cạn. Đây có vẻ là một trang trại nuôi tôm. Ông chủ đang ngồi ở trong đó. Chúng ta đi hỏi ông chủ nào. Cái ao hôm nay cực kỳ to. Ông chủ ra giá 1.500 tệ. Tôi cũng không có cách nào chịu được. Cảm giác sẽ lỗ. Vì vậy cuối cùng chúng tôi trả 600 tệ cho 2 tiếng. Chúng ta phải nhanh lên. Xem hôm nay bắt được bao nhiêu. Nào, đã phát hiện cái hang đầu tiên. Chúng ta sẽ câu trực tiếp. Đặt vào trong. Lắc nhẹ nhàng một chút. Con lươn này. Khiếu giác và xúc giác của nó đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần ngửi thấy là nó sẽ đến ngay. Nào tới rồi. Tại sao nó không bị thương khi cắn câu? Lắc nhẹ nhàng, bước đi thật nhẹ. Nếu nó không cắn câu, tôi sẽ bắt nó. Có chút xảo quyệt, nhưng vẫn không chạy được. Oa, con này cũng được đó. Con đầu tiên. 3 đến 4 lạng, cũng được, mau vào thùng đi. 1 tiếng 300 tệ, chúng ta phải nhanh lên. Ôi, chậm một chút. Hãy đi qua bên này. Tôi vừa mới đến đây và suýt dẫm phải nó. Nhìn cái hố này lớn thế nào. Nào. Ồ, tới rồi. Nước đang chuyển động, xem nó có cắn câu không. Con lươn này rất mạnh mẽ. Ai dô. Hay lắm. Con này bay đến 8 lạng. Tôi vừa đặt xuống thì nó đến. Cứ như vậy một tiếng có thể kiếm được 300 tệ. Chúng ta tiếp tục nào, mau lên. Mau lên nào. Con lươn ở bên này. Ai dô, nào. Ai ra, lại một con nữa. Thật thú vị. Điều khá là lớn, có lẽ được nửa cân. Ha ha ha. Bắt được nhiều một chút chúng ta sẽ có lãi. Tìm thêm một chút. Nhìn kỹ hơn một chút. Lại phát hiện một cái hang ở đây. Nối với bên này. Để bắt được con lươn này cần phải di chuyển một chút. Dễ bắt, rất nông, không dễ sao. Nó không thể chạy trốn được. Vì bùn rất cứng nên rất dễ bám. Ha ha ha. Thật đơn giản. Cái hang này quá rõ ràng, chắc là sau cơn mưa. Mới có. Ô, anh hãy nhìn vào cái lỗ này. Nó rất mịn. Tôi sẽ lần theo dấu vết này. Ô, ở trong này. Anh mau kéo đám cỏ này ra một chút. Được rồi, có lẽ là ở trong này. Có thấy không? Mò được rồi. Nó đang trốn trong đám cỏ này. Mê mơn, cũng được đó. Ha ha ha, điều không nhỏ. Hãy xem thu hoạch như nào rồi. 2 tiếng 600 tệ. Bây giờ đã hơn 1 giờ rồi. Ở đây có lẽ một tiếng đầu có thể lấy lại tiền. Nào, còn một tiếng tiếp theo. Làm việc chăm chỉ hơn, môi trường ở đây ngày càng tốt hơn, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Ồ, ở đây có một cái lỗ. Cái lỗ này to. Nó trốn dưới bụi cỏ này. Thử một chút. Ồ, nó đang tiến vào đây. Ở đây. Quá phức tạp. Nhìn đây, ồ, nước đang chảy ra đây. Có chuyển động nào không? Ồ, ở bên này, mò được rồi. Vẫn muốn chạy sao? Hang to mà lươn nhỏ 2 đến 3 lạng. Cẩn thận tìm kiếm. Có vẻ như có một cái lỗ ở đây. Cái này. Cái hang này rất to. Kéo chỗ này ra. Nó thông với bên này. Đây chắc chắn là một con lươn to. Ồ. Mò được rồi.
Ồ ở bên này. Cuối cùng cũng bắt được nó rồi. Lại một con nữa, tôi nói rồi. Điều bất ngờ thường đến vào nửa giờ cuối. Đây có phải không? Ồ đây đúng là hang lươn. Ồ mò được rồi, nó đang ở dưới, có một cái hang duy nhất. Mau lấy xẻng. Sau khi trời mưa, lỗ này trở nên mở hơn. Được rồi. Chỉ hơi khó một chút thôi. Ồ ở đây, nó không chạy được. Làm cho lỗ lớn hơn. Lỗ này nhỏ quá. Mò được rồi, chạm vào đầu nó. Mò được từ đầu tới đuôi. Nhưng vẫn không chịu ra ngoài. Cái lỗ này quá nhỏ. Nếu tôi kéo nó, cái lỗ quá nhỏ, sau đó tôi siết chặt tay là nó không chạy được nữa. Chỉ cần giữ nó lại. Bắt được rồi. Anh xem này, cũng không nhỏ. Nửa giờ vàng. Chúng ta tiếp tục. Ấy, ở đây có một cái. Ai ra, nó nông nhưng rất dài. Mò được rồi. Ây ra. Sao vẫn không ra chứ? Ra đây. Càng ngày càng dễ bắt. Tiếp tục nào. Mê mơ, có một cái hang. Tôi chặn bên ngoài là được. Bên trong phải nhổ cỏ đi mới được. Nhưng mà nó có hai cái hang. Hãy nhìn xem, vẫn còn một vài lỗ hổng trong đó. Thông với chỗ này, có lẽ là ở bên ngoài. Ra đây. Ha ha ha, ở bên ngoài thì bắt thật đơn giản. Lại một con nữa. Nó còn muốn cắn tôi. Chúng ta đã bắt gần được 600 tệ rồi. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Tôi đoán hôm nay không kiếm được nhiều. Nhưng may mắn là chúng ta không bị mất tiền. Trời mưa, tôi không còn tự tin nữa. Nhất định chờ mưa tạnh. À, đây là một cái hố được nước kéo ra. Vẫn còn đây, nhìn này. Bên dưới có một cái hang mới. Có lẽ là ở chỗ này. Ha ha ha. Không ai biết điều này trước đó. Chúng ta đến đây là bắt được. Ha ha ha, nó mới đào một cái hang mới. Liền bị tôi bắt được. Ôi. Nào mau qua đây. Đưa sảnh cho tôi. Chạy xuống dưới rồi. Đi qua một chút. Phía dưới khá là to. Ồ, mò được rồi. Nó hết đường chạy rồi. Thật bướng bỉnh. Nào. Cũng được đó. Hay lắm. Ở đây phát hiện ra một cái lỗ. Con lươn có lẽ ở chỗ này, nếu không nước sẽ không động mạnh như vậy. Tôi nói rồi. Bởi vì lươn ở đây nên mới có nước động. Thật dễ dàng. Nào xem một chút. Cũng sắp hết thời gian rồi. Cùng xem thu hoạch ngày hôm nay. 600 tệ bắt 2 tiếng. Kiếm một ít lợi nhuận. Một ngày tuyệt vời. Bye bye.